cũng tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Litvin và gặp gỡ tiếp xúc với cộng đồng Việt Kiều đang sinh sống làm ăn tại Ukraine. Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam thăm chính thức Ukraine. Chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin bày tỏ vui mừng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Ông cũng mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp và giám sát, phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Quốc hội Ukraine trong việc thông qua việc hỗ trợ pháp lý cần thiết, các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sớm được triển khai thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin cũng khẳng định Ukraine tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam cư trú và kinh doanh ổn định, hợp pháp, hòa nhập tại Ukraine. Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ Việt Nam chủ trương tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Ukraine trên cơ sở tuyên bố chung về phát triển quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện mà hai bên đã ký kết. Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội ngày càng phát triển, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch Quốc hội Ukraine, mở ra một giai đoạn mới trong việc tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Quốc hội Ukraine tham gia tích cực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước thông qua việc hỗ trợ pháp lý, giám sát việc thực thi các hiệp định ký kết giữa hai chính phủ. Cũng tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, phu nhân và đoàn đại biểu chính phủ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vô danh. Trước đó, vào đêm qua theo giờ Việt Nam, ngay sau khi tới Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự buổi lễ và cắt băng khánh thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quốc tế Cầu Vồng, một trong những trung tâm thương mại lớn và hiện đại do người Việt Nam xây dựng tại thủ đô Kiev. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những cố gắng của cộng đồng Việt Kiều tại Ukraine đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng ngày càng vững chắc và lớn mạnh trong cộng đồng kinh doanh tại Ukraine. Thủ tướng cũng cảm ơn chính phủ Ukraine và chính quyền thủ đô Kiev đã hỗ trợ tạo điều kiện cho người Việt Nam làm ăn sinh sống và hòa nhập tốt vào xã hội sở tại, ủng hộ những nỗ lực phát triển kinh doanh của cộng đồng người Việt Nam. Thủ tướng cho rằng việc đưa trung tâm thương mại Cầu Vồng vào hoạt động, cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine đã góp phần đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đóng góp cho sự phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Trung tâm xúc tiến thương mại Cầu Vồng được xây dựng tại quận Dnipropetrovsk trên diện tích 45.000 m². Đây là một trung tâm đa chức năng phục vụ cho hoạt động thương mại, văn hóa, văn phòng cho thuê, khách sạn, nhà hàng, tổ chức hội chợ, triển lãm và xúc tiến thương mại, kho ngoại quan. Đặc biệt là hoạt động của trung tâm này sẽ hướng đến trở thành cầu nối giao dịch xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa Việt Nam phân phối tại thị trường Ukraine. Cũng tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc tiếp xúc với cộng đồng Việt Kiều đang sinh sống, làm ăn và học tập tại Ukraine. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại đây có số lượng khoảng 10.000 người, được đánh giá là hòa nhập tốt với xã hội sở tại, thành công trong công việc kinh doanh, tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền sở tại và được chính quyền tạo điều kiện tương đối thuận lợi cho bà con trong học tập, cư trú và kinh doanh ổn định, hợp pháp, được khuyến khích đầu tư lâu dài tại nước này. Đánh giá cao cộng đồng Việt Kiều tại Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng cộng đồng đã thực sự là nhân tố quan trọng góp phần quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam, đưa hai nước xích lại gần nhau và góp phần quan trọng vào việc phát triển quan hệ hai nước. Thủ tướng mong muốn bà con sẽ tiếp tục đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, điều định cuộc sống, kinh doanh hợp pháp, hiệu quả, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước. Đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn Đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của hai nước để thúc đẩy một cách cụ thể và hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, bảo vệ kịp thời và hiệu quả lợi ích của công dân Việt Nam đang sinh sống và làm ăn tại Ukraine.